ra đón Hoàng Nam và huấn luyện viên Christian có rất đông báo chí, người hâm mộ, các đồng đội, lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt Bình Dương, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và nhất là đại diện lãnh đạo tổng công ty BKMX IDC, nhà tài trợ toàn diện cho Lý Hoàng Nam suốt 9 năm qua. Có phần mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Anh về Hà Nội, sau đó nối chuyến vào thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nụ cười luôn nở trên môi tay vợt 18 tuổi. Hoàng Nam không giấu nổi niềm hạnh phúc cho tình cảm của người thân gia đình, đồng đội, các cấp lãnh đạo của Bình Dương, Liên đoàn quần vợt Việt Nam và nhất là người hâm mộ đã cổ vũ, ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Nam. Tài năng trẻ người Tây Ninh cho biết, Anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được những thành tích tốt hơn trong thời gian tới. Sau tiệc mừng nội bộ cùng đội tuyển quần vợt Becamex Bình Dương, Hoàng Nam sẽ nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi quay lại chuẩn bị tham dự giải Mỹ mở rộng trẻ.